Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, ngày 22 tháng 10 tại miền Bắc không khí lạnh tăng cường khi đón gió mùa đông bắc, nhiệt độ giảm sâu, thời tiết trên biển cần lưu ý có gió giật mạnh, mưa lớn xuất hiện lốc xoáy. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết ngày 22 tháng 10, khu vực Hà Nội tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nên có mưa rào nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất 21 đến 23 độ C, nhiệt độ cao nhất 26 đến 28 độ C. Tại khu vực tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời có nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa rải rác, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 cấp 3, riêng vùng biển phía Bắc cấp 3 cấp 4. Trong mưa rông có khả năng xuất hiện lốc xét và gió giật mạnh. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất 21 đến 24 độ C, nhiệt độ cao nhất 26 đến 29 độ C. Từ Đà Nẵng tới Bình Thuận có mây, có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Riêng phía Bắc đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3. Trong mưa rông có thể xuất hiện lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất 29 đến 32 độ C. Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ, trong mưa rông có thể xuất hiện lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C. Khu vực Nam Bộ nhiều mây và nắng, nhưng đến chiều tối có mưa rào ở một vài nơi. Nhiệt độ ít có sự thay đổi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông dài rác, gió nhẹ. Trong mưa rông có thể xuất hiện lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.